Chúng ta bây giờ chuyển qua câu số 35 nha. Đây là những câu mà chúng ta đang dừng ở mấy cái dạng toán này là nó đang khó, nên chúng ta chịu khó một tí nha. Câu 35 là câu này nó phối hợp nhiều dạng toán trong cùng một cái nội dung. Chúng ta cố gắng tí không có nhầm lẫn nha. Câu như này chúng ta cố gắng phải vượt qua, chúng ta mới hy vọng được điểm cao được nhé. Chúng ta có hai chất điểm M và N dao động điều hòa với cùng tần số trên trục Ox, cùng có O là vị trí cân bằng, biên độ dao động của nó lần lượt là 6 và 8 đấy. Tôi cho A1 là bằng 6 nha. Và biên độ thứ hai A2 là bằng 8. Được chưa các em? Cho rằng chúng có thể đi qua nhau mà không va chạm với nhau. Biết khoảng cách cực đại của chúng trong quá trình dao động. Đây, khoảng cách cực đại của chúng trong quá trình dao động. Được chưa các em? Vào thời điểm M có động năng, M có động năng bằng thế năng. M là cái chất điểm thứ nhất có động năng bằng thế năng, thì đây là vị trí nào em ạ? A1 căn 2 chia 2 đúng không? Như vậy vào thời điểm M có động năng bằng thế năng thì tọa độ của điểm M, ly độ của điểm M là bằng đây. Tất nhiên là cộng trừ nhé. Thì tỷ số vận tốc của M chia vận tốc của N nó như thế nào? Đó. Đối với dạng bài tập này thì nó phối hợp nhiều dạng toán. Đầu tiên là cái khoảng cách giữa chúng đạt cực đại là 10 cm. Thì khoảng cách giữa chúng là bằng gì em này? Có phải là ly độ x1 trừ ly độ x2 không? Đúng nha. Khoảng cách giữa hai chất điểm trong quá trình dao động nếu chúng trên cùng một cái trục Ox mà dao động thứ nhất là biên độ là 6. Ta ban đầu thì chưa biết, ta gọi là phi một nha. Dao động thứ hai là 8. Pha ban đầu của nó ta chưa biết là phi 2. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta có thể coi như đây là hai cái tổng hợp hai cái dao động điều hòa thôi. Dao động thứ nhất là 6 và phi 1. Dao động thứ hai là trừ 8 và phi 2. Đúng không? Thì sắp xếp như thế này để chúng ta hiểu đây là tổng hợp của hai dao động điều hòa nha. Đây dao động thứ nhất nè, dao động thứ hai này. Cái việc mà thầy để A2 dưới dạng âm 8 cũng được, không có vấn đề gì cả nha. Vậy thì cái khoảng cách cực đại chính là cái gì các bạn này? À, chính là cái biên độ tổng hợp đúng không? Thì khi các bạn tổng hợp cái dao động này ra, các bạn sẽ ra một cái phương trình có phải dạng dài không? A cos omega t cộng phi. Đúng chưa? Đấy. Thì các bạn tổng hợp xong, các bạn sẽ được một cái phương trình dao động điều hòa. Thì lúc này cái khoảng cách cực đại chính là A. Vậy ở đây A sẽ bằng gì các bạn hả? 6 bình đúng không? Cộng với gì? Trừ 8 bình phương. Tổng hợp hai dao động điều hòa em. Cộng cái gì? 2 A1 A2 cốt gì em này? Phi 2 trừ phi 1. Đúng chưa? Đấy. Và cái này cho bằng mấy các em? Bằng 10. Ở đây chúng ta thay số thôi. Thì chúng ta thấy có hết rồi mà. Và ở đây chúng ta sẽ rút ra được cái gì? Cái cốt của phi 2 trừ phi 1 có phải là delta phi không em? Rồi coi nó bằng mấy. Chúng ta bình phương hai vé lên nha. Nó có phải bằng không không? Thì suy ra delta phi bằng mấy? Cộng trừ pi trên 2. Đúng nha. Tức là gì các bạn hè? Hai dao động này như thế nào? À, vuông pha với nhau. Đúng không? Còn cái việc nó bằng cộng hay trừ cũng được, không có vấn đề gì cả nha.
tức là dao động thứ nhất và dao động thứ hai vuông pha với nhau. Chỗ đây thầy làm nó hơi dài nha, bạn nào mà làm tắt được thì chúng ta làm tắt đi nha. Được chưa? Ok không? À, thầy xóa bớt bảng đi tí nha. À, như vậy hai dao động điều hòa này là vuông pha. Vậy vào thời điểm M có động năng bằng thế này. Rồi bắt đầu. Vào một thời điểm nào đó nó có động năng bằng thế này nhá. Hai dao động điều hòa thì chúng ta biểu diễn nó bằng hai vòng tròn nha em. Đấy. Vòng tròn thứ nhất có biên độ là 6. Vòng tròn thứ hai biểu diễn cho cái biên độ là 8. Đúng nha. Được chưa? Rồi, vào thời điểm này M có động năng bằng thế này, tức là nó ở vị trí nào? A căn 2 chia 2 của nó. A căn 2 chia 2 của nó đây. Âm hay dương gì cũng được nha. Cái trọng đại gì. Đấy. Cho các bạn đây, thằng M nó ở đây nè. Vậy thì góc này sẽ bằng bao nhiêu các bạn hả? Có phải là 45 độ không? Đúng chưa? Như vậy cái góc mà chúng ta vừa đề cập tới này, góc này nè. Là pi trên 4. Đúng chưa? Thế thì cái anh dao động thứ còn lại là anh ta lệch pha một góc là 90 độ mà. Nhanh hơn hay chậm hơn gì cũng vậy nha. Anh ta lệch pha một góc 90 độ thì đây, anh ta nằm bên này. Đúng chưa? Vậy anh ta lệch pha một góc 90 độ thì góc này là 90 độ này. Đấy. Pi trên 2 nhá. Vậy thì lúc này ly độ của anh ta là bao nhiêu thì chúng ta phải giống xuống. Đấy. Anh ta đang có ly độ bao nhiêu đây là xn. Đúng chưa? Vậy thì góc này còn lại bao nhiêu các bạn này? Đấy, cái góc dấu chấm này là pi trên 4 đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ được ly độ của điểm N là bằng gì? Cos pi trên 4 bằng ly độ của điểm N. Chúng ta lấy trị tuyệt đối nha. Nó âm mà. Chia huyền của nó là 8. Vậy suy ra ly độ của điểm N là bằng mấy? Có phải là trừ 4 căn 2? Đúng chưa? Đúng như các bạn này, ly độ điểm N là trừ 4 căn 2, ly độ của điểm M là cũng A căn 2 trên 2 nhưng mà A1 của nó là 6 nha, 6 chia 2 là còn 3 căn 2. Được chưa? Giờ yêu cầu tìm tỷ số độ lớn vận tốc của M và vận tốc của N mà. Để dùng công thức độc lập là xong thôi. VM bình phương trên omega bình phương cộng xm bình phương. Xm bình phương là bằng 3 căn 2. Còn biên độ của nó là 6 đúng không? Và tương tự công thức độc lập VN bình phương trên omega bình phương cộng ly độ nó là 4 căn 2 và biên độ của nó là bằng 8. Và từ đây chúng ta rút ra cái tỷ số VM chia VN. Đúng chưa? Bài này nó không quan trọng cái dấu thì chúng ta sẽ có đáp án là dương hết nha, nhưng cần phải quan tâm đến cái việc dấu nó âm hay dương nào. Thì đáp án mà sau khi chúng ta biến đổi xong thì đáp án của nó là 3/4 đúng không? Câu đúng của chúng ta là câu C nha. 3/4 nè, câu C. Hả?
Có vấn đề gì vướng mắc chỗ này không các bạn hả? Rồi, có thắc mắc gì thì các em hỏi nha. Rồi xong câu 35 nhá. Rồi chúng ta qua câu 36. Có hai dao động điều hòa với phương trình lần lượt là x1 và x2 như trên hình. Phương trình dao động tổng hợp là 5 căn 3 khi A2 đạt giá trị lớn nhất khi A2 đạt giá trị lớn nhất thì A1 bằng bao nhiêu, thì cái dạng này chúng ta cũng làm quen nhiều rồi mà, đúng chưa? Bây giờ muốn biết A2 nó đạt giá trị lớn nhất thì chúng ta phải có cái hàm mô tả A2 mà. Thì giữa ba thằng A này, A1 này, A2 này và A tổng hợp nó liên hệ với nhau theo công thức nào? A tổng hợp bằng gì, nhớ không mày? A1 bình phương cộng cái gì? A2 bình phương cộng cái gì? 2A1 A2. Cốt gì em mày? Phi 2 trừ phi 1. Đúng không em? Rồi chúng ta thay số thôi. Đúng nha. A bình phương của đây chúng ta là 5 căn 3 này đúng không? 5 căn 3 bình phương là 75 đúng không? Rồi A1 chưa có, A2 chưa có, thầy viết thầy để im đây nha, cộng 2A1 A2 giống nha. Cốt gì? Phi 2 trừ phi 1 là mấy các bạn này? Phi 2 của chúng ta là trừ b trên 2, trừ phi 1 là b trên 3 là còn trừ cho 5b trên 6 đúng không? Rồi chúng ta rút gọn đi một tí để ta được gì? A2 bình phương cộng A1 bình phương. Rồi chỗ này chúng ta coi thử, bấm hàm cốt na, trừ 5B trên 6 bằng mấy? Là trừ căn 3 chia 2 là còn trừ căn 3 đúng không? Đúng chưa? Cộng trừ 75 bằng 0 đúng không? Bằng 75 cũng được. Đấy. Thì ở đây chúng ta muốn biện luận A2 đạt giá trị lớn nhất thì chúng ta phải giữ là A2, ta phải xử lý cái thằng A1 cho nó biến mất đi nha. Bài này nó bài cùi bắp thì chúng ta cho A1 vô bằng bao nhiêu nè, ta có bốn đáp án này, lấy A1 thế vô bấm A2 thôi. Đây chúng ta xử lý cái nhóm này đi cho thầy. Chúng ta đưa về hằng đẳng thức đúng không? Hằng đẳng thức của chúng ta sẽ là A1 trừ cho căn 3 chia 2 A2 đúng không? Rồi coi thử thừa thiếu như thế nào, chúng ta phải thêm bớt hả? Rồi coi còn cái gì vậy? A1 bình phương hết này. Cái này có phải còn lại A2 bình phương chia 4 không? Các bạn kiểm tra thử. Như cũ mà. Ok chưa? Như cũ thôi có gì đâu. Rồi ta rút ra hàng phương chia 4 bằng mấy? Bằng 75 trừ cho cái nhóm kia hả? Cái nhóm kia là gì? A1 trừ cho căn 3 chia 2 A2. Đúng như các bạn hả? Vậy thì chúng ta biện luận cho thầy cái nhóm này đạt giá trị cực đại khi nào? Cái này mát mà, A2 mát rồi, nguyên cái nhóm này mát. Khi cái nhóm này phải gì? Phải min. Mà cái nhóm này min khi nào? Khi nó bằng 0, bỏ nó đi. Vậy suy ra khi nào có bạn này? A2 bình phương chia 4 bằng 75.
Và từ đây chúng ta rút ra hai. Chúng ta sẽ được 10 căn 3 đúng không? Nhưng mà đề bài nó tìm A1 mà. Thì đây chúng ta có cái nhóm này bằng 0 này thì A1 chúng ta lại bằng gì? Trừ căn 3 chia 2 bằng 0. Rồi chúng ta có A2 bằng 10 căn 3 rồi các bạn. Rút ra A1 thôi. Đúng chưa? 10 căn 3 mà nhân căn 3 chia 2 nữa thì chúng ta sẽ được 15 cm. Câu đúng là câu A nhé. Ok chưa? Chỗ nào chưa hiểu thì các bạn hỏi nha. Rồi có vấn đề gì vướng mắc ở đây không các bạn hả? Nay có mười mấy bạn học rồi, chán ghê rồi. Rất nhiều bạn lười quá đi. Chúng ta tranh thủ cái mùa dịch này chúng ta bứt tốc lên, cho khi người khác chơi vậy chúng ta bứt tốc lên chứ còn không khó là thôi. Trong một cái cuộc đua mà thì người ta phải lo đối phó vấn đề này, chúng ta đang an toàn thì chúng ta cố gắng để bứt tốc lên chứ. Đó là câu 36 nha em. Câu 37. Câu liên quan đến đồ thị này, thầy vẫn biết có một cái gì đó nó lăn tăn, nó khó trong người các bạn, cố gắng tí nha. Thực tế thầy nghĩ cái câu đồ thị nếu bạn nào mà hiểu thì nó không khó đâu. Một cái lát lò xo treo thẳng đứng gồm có K bằng 25 Newton trên mét, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, góc O trùng với vị trí công bằng. Con lát lò xo treo thẳng đứng thì chúng ta nên vẽ hình ra một tí nha. Đây ví dụ chúng ta vẽ hình nè. Đây, con lát này đang ở chiều dài tự nhiên nha. Chưa treo vật nha. Giờ nếu chúng ta treo vật vào thì như thế nào các bạn này? Nó sẽ giãn ra một đoạn delta L. Nha. Và đây chính là độ biến dạng ở vị trí con. Và sau đó chúng ta cho nó dao động điều hòa với biên độ là A. Chiều dương hướng xuống thì ở dưới là cộng A đúng không? Ở trên là trừ A. Đấy, nó dao động điều hòa xung quanh hai vị trí biên âm và biên dương này nhé. Biết giá trị đại số, giá trị đại số tức là bao gồm cả âm và dương em của lực đàn hồi. Lực thì nó vẫn âm được cho em, nếu nó cùng chiều dương thì nó dương và nó âm. Như vậy ranh giới chỗ này là lực đàn hồi bằng không này. Đấy, tại cái điểm này có tọa độ là trừ delta L đúng không? Đúng nhá. Và tại chỗ này là lực đàn hồi bằng không này. Thế bất kỳ một trong quá trình chuyển động nếu vật của chúng ta nằm ở từ trừ delta L này đến cộng A, từ vị trí trừ delta L này, này đến cộng A này, cái đoạn màu xanh này, này. Đấy thì tôi ở đoạn màu xanh thì lúc này lò xo giãn nha em. Đoạn màu xanh là lò xo giãn. Mà lò xo giãn thì lực đàn hồi nó hướng gì các bạn? Hướng lên nha. Nó giãn ra thì lực đàn hồi có xu hướng co lại. Mà lực đàn hồi hướng lên thì nó sẽ bị gì các bạn này? Bị âm nha. Đúng không? Như vậy trong cái đoạn màu xanh á, vật của chúng ta ở bất kỳ điểm nào trong cái đoạn màu xanh này này thì lực đàn hồi nó hướng lên và nó cùng chiều âm cho nên nó mang giá trị âm. Đúng chưa? Còn trong cái đoạn còn lại là từ trừ delta L đến trừ A này thì lò xo của chúng ta nó nén thì lực đàn hồi của chúng ta nó hướng xuống thì nó sẽ dương. Được chưa? Và cái ranh giới, cái điểm mấu chốt là cái điểm này, này. Cái điểm trừ delta L như trên hình vẽ này. Điểm này lực đàn hồi bằng không. Ở trong hình vẽ này đây, chỗ này là lực đàn hồi bằng không này. Chỗ này lực đàn hồi bằng không này. Đấy, chỗ này lực đàn hồi bằng không này. Chỗ này lực đàn hồi bằng không này. Đấy. Những cái điểm màu xanh đấy nha.
Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào hình vẽ này thì chúng ta thấy coi thử lực đàn hồi của chúng ta nó đạt giá trị lớn nhất khi nào. Đầu tiên chúng ta tính giá trị âm, âm là ở đây, âm là nó đang nằm ở màu xanh nha, và nó âm nhiều nhất, tức là nó biến dạng nhiều nhất là ở vị trí cộng A này. Vậy lực đàn hồi lúc này sẽ bằng gì, nhớ mày? Ở vị trí cộng A thì tại O đây nó đã biến dạng delta L rồi, xuống dưới A này nó biến dạng thêm A nữa thì lực đàn hồi chỗ này là K, độ biến dạng nó là delta L cộng A. Và chúng ta cho nó bằng mấy nha mày? 3,5 nha. Đúng chưa? Âm 3,5, nhưng mà đó là nói về chiều thôi, thầy đang xét độ lớn nha. Vì K dương, delta L dương, A cũng dương rồi mà. Được chưa? Rồi cái vị trí thứ hai mà chúng ta cần để ý đó, cái vị trí này nè. Giá trị dương lớn nhất của nó là 1,5 và nó đang ở chỗ này nè. Và nó ở cái điểm màu tím này thì nó biến dạng bao nhiêu các bạn nè, biến dạng ở cái đoạn này nè. Đấy. Đoạn này sẽ bằng A trừ delta L đúng không? K này độ A trừ delta L. Đúng chưa? Và bằng mấy? 1,5. Rồi chúng ta có K rồi em, K là bằng bao nhiêu? 25 này. Các bạn giải cho thầy cái hệ này. Đúng chưa? Chúng ta sẽ suy ra hai cái ẩn delta L và A. Đây K chúng ta có bằng 25 rồi mà, rồi thì nhấn hệ nha. A của chúng ta là 10,75 cm đúng không? Phải đổi tới cm nha. Ố sâu. Nhầm chỗ nào rồi? Lỗi thì bấm nhầm nha. A chúng ta là 0,1 hả? 0,1 mét này ta đổi cái cm để cho chúng ta dễ lập luận nha. Chứ còn thực tế đơn vị chuẩn của nó là mét hả? Rồi. Và delta L của chúng ta là 0,04, là 4 cm. A bằng 10 thì chúng ta còn hai đáp án, đó là câu D và câu B. Còn câu A với câu C bỏ đi thôi, gạch luôn nha, ngay từ đầu gạch đi cho nó khỏe, lỡ chúng ta có phân lụi thì cũng dễ. Omega thì ở đây cả hai đáp án đều là 5 pi thì thôi. Omega bằng căn bậc 2 của K chia M. Và bằng căn bậc 2 của G chia tangent R. Rồi với chúng ta ở đây không nói gì thôi, lấy bằng 10 đi. Chia cho nha. Sắp xỉ bằng 5 pi nha. Chắc chắn là bằng 5 pi vì cả hai đáp án còn lại chứ còn 5 pi chứ mấy mà. Được rồi chưa? Rồi viết phương trình dao động của vật. Vấn đề đặt ra là bây giờ cái điểm mà đầu tiên của chúng ta đây này, này, này. Cái điểm đầu tiên của chúng ta xuất phát là giá trị lực đàn hồi của nó là bằng âm 2,25. Giờ âm 2,25 thì nó ở chỗ nào nha? Thì đầu tiên chúng ta tìm cái chỗ đó hả? Đây cái giá trị này, lực đàn hồi nó bằng 2,25. Giờ ta coi thử chỗ 2,25 này thì nó biến dạng bao nhiêu? Ta dùng công thức là K nhân với độ biến dạng nha. Ta gọi là delta L sao nha. Là phải cũng được nha. Là bằng 2,25. Và ta rút ra cái chỗ biến dạng ban đầu coi thì nó bằng mấy. Là 2,25 chia 25 hả? Chúng ta sẽ được nó biến dạng là 9 cm đúng không?
Như vậy muốn mà lực đàn hồi của chúng ta là bằng âm 2,5 thì nó phải biến dạng chính. Tại O nó biến dạng bao nhiêu được các em này? Delta L của chúng ta là 4 này, đúng chưa? Vậy suy ra nó biến dạng chính thì nó ở vị trí nào? A5 này nó đang ở đây này, đúng chưa? T bằng 0 nó đang ở đây này. Lực đàn hồi mang giá trị âm, đúng rồi, đúng chưa? Và nó đi theo chiều nào các em này? Giá trị lực đàn hồi của nó đang có xu hướng về không, đang có xu hướng về không thì nó sẽ đi lên đây, đi lên đây. Vậy nó đi theo chiều gì? Chiều âm, ở vị trí 5 cm và đi theo chiều âm, thì đáp án nào các bạn? Đây thì làm nhanh chỗ này nhé, được chưa? Đáp án ở trạng thái ban đầu là nó đang ở vị trí có ly độ là 5, thì đi theo chiều âm thì đấy, còn đáp án câu B cho máy, chúng ta thay T bằng 0 vào, nó đang ở ly độ 5 và đi theo chiều âm. Thì vậy câu 37 của chúng ta là câu B nhé. À, có vấn đề gì thắc mắc ở đây không các em này? Câu B. Câu 38. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo ly độ ha. Gia tốc theo ly độ thì các bạn coi thử, giữa gia tốc và ly độ nó phụ thuộc với nhau theo công thức nào? A bằng gì? Trừ nè omega bình phương, đúng không? Omega bình phương nè. Vậy giữa gia tốc và ly độ đây là hàm bậc mấy các bạn hả? Hàm bậc nhất. Đồ thị của nó sẽ là đường thẳng. Như vậy ở đây nếu các bạn chọn đường thẳng, đó là theo toán nha. Tuy nhiên ở vật lý thì không thể là đường thẳng được. Lý do do cái ít của chúng ta nó bị giới hạn từ trừ A đến cộng A, nên nó không phải là đường thẳng. Và bạn nào lấu tấu mà chọn đường thẳng là rồi xong phim luôn. Đáp án đúng là đoạn thẳng thôi nha. Nên cẩn thận nha, giữa lý với toán nha các bạn. Hàm bậc nhất của toán thì ok, nó là đường thẳng, nhưng mà đối với vật lý là do nó bị giới hạn trong không gian cho nên nó chỉ là đoạn thẳng mà thôi. Câu 40. À, cho hai phương trình x1 và x2, đây cũng là bài toán đồ thị nhưng mà nó cũng đâu đến nỗi quá khó đâu, đúng không? Rồi, thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn bài này. Chúng ta có hai đồ thị x1 và x2 đúng không? À, nhiệm vụ của chúng ta là lập phương trình dao động tổng hợp. Nhưng bài này thuận lợi chỗ nào các bạn biết không? Omega của chúng ta là mấy này? Chúng ta có những cái thời gian này các em. Những cái thời gian 1 giây này, đấy, như đây là 1 giây này, 2 giây này, đấy. 3 giây là để chúng ta suy ra chu kỳ, để suy ra omega. Mà đây omega nó có hết rồi mà, pi trên 2t này, pi trên 2t này, pi trên 2t này, omega là giống nhau hết. Trời ơi, không cần phải làm nữa đúng không? Mình tự hiểu omega là bằng mấy? Pi chi 2. Rồi 4 đáp án đều như vậy hết rồi thì thôi, cần gì phải kiểm tra hả? Đi thi làm gì cho nó mất thời gian. Ở nhà thì chúng ta có thể kiểm tra cũng được. Ở đây chúng ta có thể kiểm tra bằng cách ở đây. Nó xuất phát tại điểm O này, nó ra biên này, nó quay lại vị trí công bằng là T trên 2 là bằng mấy? Là bằng 2 đúng không? Rồi suy ra chu kỳ là 4 giây. Rồi thì suy ra omega cũng được, nhưng mà thôi bài này không cần đâu nha. Được chưa? Rồi trong hai cái dao động điều hòa này, dao động thứ nhất này là các bạn đấy, biên độ của nó là 3 đúng không? Đây dao động thứ nhất biên độ nó là 3 và đi theo vị trí cân bằng theo chiều dương. Nên dao động thứ nhất nó sẽ bằng gì? Biên độ là 3 này, đi theo vị trí cân bằng theo chiều dương. Thì
thì pha ban đầu của nó sẽ là trừ bi trên 2. Và phương trình dao động thứ hai sẽ bằng gì? Biên độ của nó là 2. Nó đi theo vị trí cân bằng theo chiều gì? Đúng không? Ok chưa? Rồi chúng ta tổng hợp lại thôi. Ok chưa? Rồi ta bấm máy tính thôi nha. Rồi bấm máy tính thôi các bạn. Hai dao động này là hai dao động ngược pha này. Đúng nha. A B trên 2 trừ B là B dao động ngược pha này. Nhìn cái này cũng nhanh lắm. Đáp án đúng của chúng ta là câu C. Ok cho các em câu C nha. Câu 40. 40 không biết bữa trước thầy phát đề cho các bạn, thầy sửa chưa hề. Các bạn kiểm tra lại cho thầy cái đáp án B nha. Đáp án của nó là 4,2 cm và trừ bi trên 12. Ra đi nha. Bữa hình như thầy làm nhầm chỗ này. Và chúng ta bấm máy tính là xong thôi nha. X1 có rồi, X2 có rồi. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp. Câu 41. Một chất điểm dao động điều hòa theo trục OX với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc ly độ của chất điểm theo thời gian T cho ở hình vẽ. Đề bài yêu cầu viết cho thầy phương trình của vận tốc nhé. Được chưa các em ạ? Kệ nó hỏi gì kệ nó, đây là phương trình ly độ thì chúng ta viết cho thầy phương trình ly độ thôi nhá. Vật này có biên độ là mấy em ạ? Biên độ là 6 thôi nha. Rồi, biên độ là 6. Được chưa? Rồi chúng ta coi thử chu kỳ nó bằng bao nhiêu. Thì chúng ta quan tâm cái điểm xuất phát của nó là trừ 3 này. Nó đi lên đúng không? Qua vị trí biên dương này. Đấy. Chúng ta vẽ đoạn thẳng cũng được nha. Điểm xuất phát của nó là trừ 3 này, này. Nó đi về vị trí công bằng này đúng không? Về vị trí công bằng. Về vị trí công bằng rồi nó lên biên dương. Rồi tới biên dương rồi. Nó quay về biên âm. Đúng chưa? Quay về biên âm. Rồi sau đó nó quay trở về vị trí này. Như vậy các bạn để ý nó thay hoàn thành một chu kỳ chưa này. Đấy. Đúng không? Không ta nhìn trực tiếp đồ thị được đường này nó ở trừ 3 nè. Nó đi đây. Rồi sau đó nó quay lại trừ 3. Rồi sau đó y hệt như vậy. Vậy chu kỳ nó bằng mấy em này? Bằng 0,2 vậy. Thì lúc omega mấy? 10 bi. Ok chưa? 2 bi chia T mà 10 bi đúng chưa? Rồi ok. Thì vậy chúng ta được omega 10 bi A rồi. Bây giờ cái pha ban đầu thầy bày cho các bạn cách viết pha ban đầu nó nhanh này. Chúng ta vẽ vòng tròn này. Chúng ta có nhiều cách để tìm pha ban đầu lắm. Ở đây chúng ta vẽ vòng tròn cho nó quen cũng được. Chúng ta xác định trạng thái ban đầu nó có ly độ là trừ 3 đây, trừ 3 đây. Và nó đi theo chiều nào các bạn hả? Đây, vị trí ban đầu nó là trừ 3. Nó đi theo chiều âm nha. À, xin lỗi, nó đi theo chiều dương.
đúng không? Đây trừ 3 này, sau đó đi theo chiều dương thì chúng ta phải phải giống xuống nha. Đây. Đây chính là vị trí ban đầu của nó đây. Thì cái góc ban đầu của nó bằng mấy các bạn này? Đây, pha ban đầu nó là góc này. Là góc này bị gì? Bị âm nha. Cái góc này bằng bao nhiêu độ rồi? Cái góc bên trong này nè. Cái góc dấu chấm này bằng bao nhiêu độ rồi? Cốt đi, bằng 3 chia 6. Lúc đó là bằng 60 độ đúng không? Thì góc bên ngoài đây 120 độ. Vậy phi của chúng ta bằng bao nhiêu? Trừ 2b trên 3. Đây là một cách để chúng ta xác định nhanh nhé. Vậy phương trình dao động của nó x bằng gì? 6 cos omega. Trừ 2b trên 3. Cos 10 đi t trừ 2b trên 3. Đó là cái phương trình của dao động đúng nha. X bằng 6 cos 10 đi t trừ 2b trên 3. Ok rồi chúng ta đạo hàm là ra vận tốc thôi đúng nha. Vận tốc của chúng ta là v max của nó là 60 bi đúng không? Một là chúng ta đạo hàm ra bình thường thôi, trừ 60 bi sin 10 bi t trừ 2b trên 3. Rồi chúng ta đổi qua hàm cốt lại vì bốn đáp án để dưới dạng hàm cốt mà. 10 bi t trừ 2b trên 3. Và làm thế nào để xóa dấu trừ nữa nhỉ? Cộng bi trên 2 đúng không? Như vậy đáp án của chúng ta là gì? 60 bi cos 10 bi t trừ 2b trên 3 mà cộng thêm bi trên 2 là còn cộng bi trên 6. À, trừ bi trên 6. Đáp án đúng là câu C nhá. Đấy, có vấn đề gì thắc mắc ở chỗ này không mày? Có nhiều bài nó ở mức độ đơn giản, một số bạn học tốt rồi thì chúng ta có thể làm nhanh chỗ này nữa nha. Câu 42. Vậy câu 41 của chúng ta đáp án là câu C nha. Câu 42 đây. Có hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt á. Các biểu nào sau đây là đúng? Thì nhìn vào phương trình này đều cả hai thằng đều là hàm cos là được rồi nhá. Và em nhận thấy dao động thứ nhất, pha của nó là omega t cộng bi trên 2. Dao động thứ hai, pha của nó là omega t thì dao động thứ nhất nhanh pha dao động thứ hai là góc bi trên 2. Như vậy câu nào được ạ? À, câu A đây được này. Dao động thứ nhất là vuông pha với dao động thứ hai. À, chỗ đây được các em này. Câu 43. Cho em một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa theo cái phương trình có dạng đấy, biết đồ thị lực kéo về theo thời gian như hình vẽ. Lực kéo về nghe này, coi chừng để ý nha, lực kéo về là gì nhá.
trừ cái đúng không? Còn nếu chúng ta muốn nữa thì chúng ta có thể khai triển ra x là bằng a cos. Đấy. Đấy, thứ hai là các bạn để ý là cái chỗ F đây có 10 mũ trừ 2 nha em. Và F là đơn vị là Newton, là đơn vị chuẩn thì các giá trị còn lại cũng là chuẩn. Được chưa? Như vậy em nhìn vào đây thì em thấy rằng là F với X này nó quan hệ tỷ lệ như thế nào? Nó chỉ hơn nhau một cái hằng số K. Cho nên ở đây thằng này X biến thiên với chu kỳ bao nhiêu thì thằng F cũng biến thiên với chu kỳ bao nhiêu nhé. Và các bạn đấy nó giữ thằng F của chúng ta lớn nhất là đây là 4 và nhỏ nhất đây chắc chắn là trừ 4 rồi nha, và tương ứng với nó là biên âm và biên dương em. Như vậy thời gian từ đây qua đây chính là nửa chu kỳ, vậy chúng ta sẽ được gì? Biên bên này qua biên bên kia là nửa chu kỳ bằng mấy cái em này? Thời điểm này là 5/3, thời điểm này là 2/3. Là còn 1 giây, vậy suy ra chu kỳ là 2 giây, suy ra omega bằng bi. Thì thực tế bài này có 4 đáp án đều bằng bi hết, mà ở nhà thì chúng ta tính vậy thôi chứ tự hiểu nha. Rồi như vậy ta được một cái ẩm omega và các ẩm thời gian này có hết rồi, thôi chúng ta lơ đi ngay đây, thời gian này xong rồi xử lý hết rồi thì thôi bỏ. Thứ hai chúng ta quan tâm giá trị mát của nó là K nhân A đúng không em? Lực kéo về lớn nhất là K nhân A bằng mấy? À, 4 nhân 10 mũ trừ 2 đúng không? À, K của chúng ta là bằng gì em mày? M omega bình. Bốn nhân 10 mũ trừ 2 là 0,04 đúng không? M mấy? 0,1. Omega bình là bi bình này và nó còn 10 nha. À vậy thì đây tôi rút là A là bằng 0,04 đúng không? Tức là A bằng mấy cm vậy? 4 cm. Thì để cm cho nó quen quen miệng nha. Nói nó cũng dễ hơn. Đấy. Rồi có A rồi, có omega rồi, à, A rồi, omega rồi, omega đây rồi. A rồi, rồi còn thiếu một cái thằng nào nữa, phi nữa thôi. Đấy. Bây giờ tìm phi nhá. Thì ở đây các bạn lưu ý điểm xuất phát của chúng ta là trừ 2, phải một nửa giá trị cực đại không? Đây, lực kéo về của chúng ta đây, nó bằng một nửa giá trị cực đại thì thằng x đây sẽ bằng bao nhiêu? Và lưu ý các bạn là f của chúng ta là bằng âm 2 thì thằng x này phải dương nha. Vậy thì t bằng 0 thì x bằng mấy à? Phải dương a trên 2 đúng không? Và ly độ nó như nào? Đúng nha. Và f sẽ có xu hướng tiến về 0. Thì x này cũng có xu hướng tiến về gì? Đây này, tới đây nó tiến về 0 này. X này sẽ tiến về 0 nha. Thế nó sẽ giảm dần về 0. Chúng ta vẽ vòng tròn này cho nó nhanh nhá. Đang ở vị trí A trên 2 và tiến về vị trí công bằng. Đây. Vị trí của nó trên đồ thị, trên hình vẽ. Và đang tiến về vị trí công bằng. Góc này bằng bao nhiêu các bạn này? Ta lấy cos của nó là bằng kề là a trên 2 chia a là 1/2, vậy suy ra góc phi là bằng mấy? Bị trên 3. Vậy phương trình của x bằng mấy đây mày? 4 cm là thôi để mét đi nha, 0,04 cos bt cộng bị trên 3. Rồi chúng ta đạo hàm là ra về thôi. Nhớ ít đạo hàm mà xong thôi. Câu này là câu B nha.
Đấy, còn cái chỗ đấy thì nha. Chưa các em? Như vậy câu này là câu đúng là câu của B nhá. Câu 44. Chưa? Hai con lắc là so dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau. Vị trí cân bằng của chúng là dao động đều nằm trên một đường thẳng ô và vuông góc đồ thị 1 và 2, biểu diễn lực kéo về. Được chưa? Vào thời điểm T, hai con lắc có cùng ly độ nha. Và bằng biên độ của con lắc thứ hai. Tại thời điểm T1 sau đó khoảng cách giữa hai vật nặng theo trục Oxy. Được chưa? Là lớn nhất. Thời điểm T1 sau đó khoảng cách giữa hai vật nặng theo phương Oxy là lớn nhất. Tỷ số thế năng con lắc 1 và động năng con lắc 2 tại thời điểm T1. Bài này cũng hơi lằng nhằng một tí này. Bây giờ bắt đầu chúng ta đọc đồ thị nha. Rồi chúng ta tập trung vào cái đồ thị thứ nhất trước đi. Đồ thị này nó có dạng là một đoạn thẳng đúng không? Đấy, đồ thị số 1 là đường màu đỏ nha. Em nhận thấy cái giá trị lớn nhất của lực kéo về là bằng mấy à? Đối với đường màu đỏ nha, đường màu đỏ này, giá trị lớn nhất của nó có phải là bằng 2 không? Như vậy lực kéo về của nó là bằng K1 A1 đúng không? Mát mà. Là bằng 2 Newton. Người ta nói rằng hai con lắc này dao động điều hòa cùng tần số thôi nha, chứ không có nói gì về K, nên nó khác nhau nha. Đúng chưa? Rồi con lắc thứ nhất em còn nhận thấy cái đường màu đỏ này thì cái biên độ của nó bằng mấy? Chống xuống đây này. Đây là biên âm của nó là âm mấy? Âm 2. Biên dương của nó là dương 2. Như vậy A1 bằng mấy? 2 cm. Từ hai dữ liệu này ta rút ra K1 bằng mấy các bạn này? Đấy, ta thay vỗ vô nha, 2 Newton chia 0,02. Rút ra K1 là 100 Newton trên mét. Là lò xo thứ nhất nha. Rồi, lò xo thứ hai. Chúng ta nhìn vào lò xo thứ hai là cái đường màu tím này nha. Đường màu tím. Thì lực đàn hồi lớn nhất, xin lỗi, lực kéo về lớn nhất của nó là bằng 3, là K2. A2. Bằng 3 Newton. Ly độ lớn nhất của nó bằng mấy cái mày? Giống xuống này. Biên âm của nó là âm 1 này. Biên dương của nó là mấy? Dương 1. Như vậy biên độ của nó là 1 cm. Rồi từ đây chúng ta rút ra K2. Rồi 300 Newton trên mét không? 3 chia cho 0,01. Đúng rồi đấy. Được chưa các em? Hai con lắc này dao động điều hòa cùng tần số nha. Con lắc thứ nhất biên độ là 2, con lắc thứ hai biên độ là 1. Như vậy nếu chúng ta muốn biểu diễn dao động của nó thì chúng ta có thể biểu diễn bằng hai vòng tròn. Rồi tại thời điểm T ta có điều gì xảy ra? Xác định trạng thái của nó tại thời điểm T này. Tại thời điểm T hai con lắc này có cùng ly độ và đúng bằng ly độ con lắc 1 bằng ly độ con lắc 2. Bằng bao nhiêu em ạ? Bằng biên độ của con lắc thứ hai.
biên độ của lá thứ hai là bằng 1. Đúng chưa? Vậy vào thời điểm T thì cả hai con lắc này đều có ly độ là 1 nhé. Và tại thời điểm T1 sau đó khoảng cách giữa hai vật nặng theo phương úy là lớn nhất. Đây, cái dữ liệu mà chúng ta làm khó nhất là ở chỗ này. Đúng chưa? Rồi chúng ta vẽ vòng tròn để xác định cái trạng thái dao động của nó tại thời điểm T nhé. Con lắc thứ nhất này, biên độ là 1, biên độ là 2. Con lắc thứ hai này, chưa? Rồi trang bị chục tọa độ cho nó. Vẽ hai cái vòng tròn nó không có đều nhá. Đường trường trong là một nha. Được chưa? Rồi. Vào thời điểm hai con lắc này, thời điểm T. Con lắc thứ nhất là ly độ là một. Con lắc thứ nhất đây là cái vòng tròn lớn nha. Bằng con lắc thứ hai, con lắc thứ hai đây là bằng ly độ của nó là một. Một đây nha. Như vậy chúng ta kiểm tra thử con lắc thứ hai đang nằm ở đâu. Đây, con lắc thứ hai nằm ở đây, ly độ nó bằng một mà, thì nó nằm chung đây luôn. Con lắc thứ nhất ly độ của nó cũng bằng một. Đây, đấy, thầy đang biểu diễn cho các bạn trạng thái của hai con lắc. Đúng chưa? Vậy thì em sẽ suy ra được cái gì các bạn? Cái góc này chính là cái gì? Độ lệch pha của hai dao động, đó chính là delta phi em, đúng nhá. Tức là con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai lệch pha nhau bao nhiêu đó delta phi. Rồi em tính được góc này không này? Trong cái tam giác của chúng ta màu đỏ này là một tam giác vuông mà. Có cốt delta phi bằng gì các em? Cốt delta phi bằng gì? T là một đúng không? Cạnh kề là một này, chia cạnh huyền là cái biên độ a a một này là bằng 2. Vậy ta rút delta phi bằng mấy? Phải là 60 độ. Đấy, hai con lắc này lệch pha nhau 60 độ. Như vậy con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai lệch pha nhau 60 độ. Tao ok hiểu chỗ này chưa đã? Có vấn đề gì vướng mắc cho em, các em bài này nó hơi khó cho nên thầy làm từ từ một tí cho các bạn. Như vậy con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai lệch pha nhau một góc 60 độ nha. Cái hình này không cần cần thiết nữa thì thầy xóa bớt đi nha. Được các em. Rồi. Đó là thời điểm T nha, thời điểm chúng ta đang xét là thời điểm T. Để chúng ta suy ra được hai con lắc này lệch pha nhau một góc 60 độ nha. Rồi, tại thời điểm T1 sau đó khoảng cách giữa hai vật nặng theo phương OX là lớn nhất. Đúng chưa? Rồi, chúng ta còn nhớ khi nào thì khoảng cách giữa hai vật nặng này theo phương OX là lớn nhất không ạ? Hôm qua chúng ta gặp dạng bài tập này rồi mà. Thì để lại cái hình mới nha, chúng ta nó rối. Đúng chưa? Khi nào thì khoảng cách giữa hai thằng này theo phương OX là lớn nhất hả? Dao động thứ nhất là nó thuộc vòng tròn màu xanh nha. Đúng nha. Dao động thứ nhất là nó thuộc vòng tròn màu xanh. Đây. Muốn khoảng cách giữa hai thằng này lớn nhất thì các bạn nào nhớ mà là hai thằng này khi chiếu lên cái trục thẳng đứng là trục V này, nó sẽ có cùng ly độ. Đấy. Thì lúc này
Đây, cho Anna 1 đây. Anna 2 xin lỗi. Đấy. Và lúc này là khoảng cách giữa hai chất điểm là lớn nhất này. Đấy. Tức là hai anh này sẽ có cùng hình chiếu trên trục vận tốc. Được chưa các em? Đấy, hình như này là lúc này khoảng cách giữa hai chất điểm là đạt giá trị lớn nhất này. Và ở đây chúng ta có cái góc bằng 60 độ là góc này nè. Góc này chính là độ lệch pha của hai dao động mà đây này. Đấy. Góc này 60 độ. Góc tạo bởi vectơ A1 và A2 đấy. Đấy. Nhớ nha. Nếu muốn khoảng cách giữa hai chất điểm đạt giá trị lớn nhất thì cái vectơ A1 và A2 khi chiếu vào cái trục thẳng đứng nó phải trùng với nhau. Thì lúc này khoảng cách giữa hai chất điểm là cực đại. Và hình vẽ này chính là hình vẽ biểu diễn cho thời điểm T1. Rồi bây giờ em coi thử ly độ của hai thằng này tại thời điểm T1 là bao nhiêu. Đấy, quan trọng là chỗ đấy đó, coi thử. Chúng ta xác định cho thầy ly độ của thằng A1 và ly độ của thằng A2 sau đó đi. Bây giờ nhìn vào hình vẽ chúng ta xác định cho thầy ly độ x1 và ly độ x2 đấy. Được chưa? Có nhiều cách để làm lắm nha. Thì gọi góc này là alpha đi. À, góc này alpha đi. Thầy lấy cos alpha bằng gì các bạn? Ok. Thầy x1 cạnh chia cạnh nha, chia huyền là gì, là 2. Góc này là beta đi, có beta không gì. Ok, x2 chia huyền là bằng 1, đúng nha. Mặt khác cái khoảng cách lớn nhất của nó sẽ bằng gì, cái khoảng cách lớn nhất là đây nè. Đây, khoảng cách lớn nhất của nó là đằng này này. Trong cái tam giác vuông này chúng ta tính đâu? À, xin lỗi, trong cái tam giác bình thường này, khoảng cách lớn nhất của nó chính là gì em này? Độ lớn với x1 cộng độ lớn với 2. Đó là gì? Là lý hàm cos em. Hai bình đúng không? Cạnh thứ nhất là 2. Cạnh thứ hai là 1. Trừ ra 2 lần 2 nhân 1 có 60 độ. Đúng chưa? Vậy ta rút ra độ lớn x1 cộng x2 này. Phải là căn 3. Độ lớn x1 là bằng 2 cos alpha đúng không? 2 cos alpha cộng cái gì? Độ lớn x1 là 2 cos alpha cộng cái gì em ạ? Cos beta bằng căn 3. Đúng chưa? Ngoài ra chúng ta có thêm cái dữ liệu là gì nữa? Alpha cộng beta bằng mấy em ạ? Có phải là 120 độ không? Anh ta cộng với ta bằng 120 độ rồi, ta bấm máy tính cái này thôi em. Cho máy tính nó chạy. Rồi chúng ta cho máy tính chạy nha. Bấm
30 độ đúng không? Thang 30 độ. Và beta bằng 90 độ. Nó cũng tương đối nhanh gọn mà, đúng không? Rồi, ta được anh sang 30 độ rồi. Thì ta rút được x1 và x2, vậy sẽ rút ra x1 lần này không vậy? Ta cần độ lớn thôi nha, không có cần dấu. Còn mấy à? 2 nhân cos 30, đúng không? Chúng ta sẽ được căn 3. Còn x2 bằng mấy? Bằng 0. Được chưa các em? Rồi bây giờ đề bài nó hỏi cái gì, chúng ta đi xử lý cái đó. Đó. Đề bài nó hỏi cái gì thì chúng ta đi xử lý cái đó. Rồi nó hỏi cái gì? Tại thời điểm T1, động năng của thế năng của con lách số 1, thế năng con lách số 1 là bằng gì? 1 phần 2 K1 x1 bình trừ chia cho gì? Động năng con lách thứ hai. Động năng là bằng cơ năng trừ thế năng. Trừ thế năng. Và vào thời điểm này thì x2 nó đang bằng 0 mà em, thì cái này bằng 0 rồi. Đúng chưa? 1 phần 2, 1 phần 2 bỏ luôn. Còn K1 chia K2 là 1 phần 3 đúng không em? Đúng chưa? X1 lúc này bằng mấy? Căn 3 bình phương. Và A2 bằng mấy? A2 bằng 1. Tỷ số này bằng mấy? 1 phần. Bằng 1 đúng không? Ok chưa? Đấy. Rồi kiểm tra được có chỗ nào không được không? Câu 44 này là khó nha, có bạn nào làm ra đáp án khác ngoài. Như vậy thầy đã hoàn thành sửa cho các bạn 44 câu của cái dạng bài tập khó là tổng hợp dao động điều hòa và đồ thị nhé. Trong đó đặc biệt là cái dạng toán đồ thị á, vật lý nó có nhiều cái dạng toán khó, nhưng mà trong đó cái dạng toán đồ thị thì vẫn xếp vào bài dạng toán khó, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn có khả năng làm được cái dạng này. Đôi khi nó chọc chọc và nó có một hai câu khó quá khó làm nhé, chứ còn những câu khó vừa vừa chúng ta hoàn toàn vẫn có khả năng xử lý được. Đối với các bạn thì cố gắng ta chịu khó nhé. Sao các bạn có vướng mắc gì ở chỗ này không? Hôm nay chúng ta xong sớm thì chúng ta kết thúc sớm cái nha. Chút nữa thầy sẽ gửi cho các bạn một cái file bài tập liên quan đến đồ thị nha. Đây là cái dạng quan trọng nên chúng ta sẽ học kỹ nhé. Cái file này nó cũng tương đối nhiều trang, đúng chưa? Những bài nào mà nó có hướng dẫn giải rồi thì thôi chúng ta tự đọc nha. Và chúng ta sẽ tập trung giải những cái bài mà nó chưa có hướng dẫn giải. Được chưa? Tí nữa thầy sẽ đăng lên và các bạn download về, các bạn chịu khó làm đi nha. Cố gắng hết sức nha. Có các bạn nào hỏi gì không nữa này? Hôm nay chúng ta lỡ cỡ thì chúng ta kết thúc sớm cũng được.